về oai lực của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Sáng nay, lúc chúng con đến cúng tại Nghĩa Địa, có một cô làm ở xã, và hai cô là người dân địa phương tình cờ cùng đến hỗ trợ. Lúc ngồi nghỉ ngơi, các cô kể nhiều về nơi đây, đặc biệt là oai lực ngoài của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Các cô kể rằng nơi đây từ lâu là chỗ chôn cất, quy tập về những ngôi mộ không thân nhân, không nguồn gốc, rồi người ta biết cứ đem đến chôn dần chen nhau vào, có khi giờ đã hơn 1.500 mộ. Đa phần là mộ đất, chỉ một số ít được xây xi măng nhưng cũng sơ sài. Lúc trước, nơi đây chưa đặt thờ tôn tượng Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, thì rất nhiều sự lạ xảy ra. Một số cơ sở sản xuất lân cận khi rời, từ nơi khác về đây lại không làm ăn được, xảy ra những việc khó giải thích. Đoạn đường đi ngang qua đây thường xuyên xảy ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhưng khó giải thích. Rồi nhân duyên lành, người ta thành kính thỉnh và an vị Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát tại nghĩa địa này. Từ đó, những sự lạ cũng giảm bớt rồi không còn nữa, những vụ tai nạn giao thông trên đoạn đường ngang qua cũng không còn nữa. Kể từ đó, niềm tin và niềm kính ngưỡng của bà con cô bác nhân dân quanh đây với ngài ngày càng tăng lên. Và bà con cô bác quanh đây tin rằng lúc trước, các vị vô hình trong nghĩa địa này do những nghiệp thức khác nhau, nên có thể bằng năng lượng của mình gây nên những chuyện không lành cho quanh khu vực. Từ ngày có Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, oai lực của ngài đủ sức chuyển hóa các vị nơi đây, dẫn dắt các vị đi theo con đường tu tập thiện lành hơn. Cho nên, kể về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát ở nghĩa địa này, mọi người đều hoan hỉ. Chúng con may mắn có nhân duyên về đây, may mắn có nhân duyên được thay mặt mọi người bày tỏ tấm lòng với ngài, cũng như với các vị vô hình nơi đây. May mắn hơn, lại được nghe những câu chuyện từ người dân địa phương, để vững tâm tín tâm hơn với những điều thiện lành, những điều được học, được nghe. Nguyện mong oai lực của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát thường gia hộ cho các vị vô hình vô danh cư ngụ tại khu đất này, càng ngày càng hướng về phía thiện, càng ngày càng mở tâm ra để an nhiên với cảnh giới của mình, đủ duyên sớm tu tập để siêu thăng về cảnh giới lành. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.